Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn xây cầu thang nhanh, đẹp và chuẩn nhất nhé. Đây là một cái cầu thang anh em mình đã vừa xây xong. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em xây như thế nào cho nhanh và chuẩn và đẹp nha. Thì mời các bạn cùng theo mình nha, để mình chia sẻ cho các bạn cách xây nhanh, chuẩn, đẹp nha. Thì mình giới thiệu sơ qua cái ô cầu thang là ngang là 2m, dài là 2m6. Thì đóng cầu thang này là rộng 90, hai chiếu nghỉ xẻ 6. Đây, hai chiếu nghỉ này xẻ 6, anh em mình đã xẻ sẵn và đủ bê tông luôn. Đây, còn xây nhanh và chuẩn thì các bạn đóng cái phần cốt pha nhạ chuẩn chính xác, thì lúc mà mình chia ra mình xây thì đó, thì nó sẽ ăn theo cái ranh bê tông này nha. Đấy, thì mình trừ hoàn thiện cho người ta là 5 phân, mình chia mình xây nó ăn theo cái ranh bê tông hết. Chia ra mặt bậc cái này là 24 cm, mặt bậc chiều cao là 17, nhà 36. Thì đây anh em mình đã xây xong, thì mời các bạn và anh em cùng xem anh em mình xây như thế nào nha. Thì đây là một cái bản trượt cầu thang này. Anh em mình đã đổ hồ sẵn đấy, đổ hồ sẵn để chuẩn bị xây. Thì anh em xem có gì anh em mình làm sai thì hãy comment bình luận bên dưới cho anh em mình sửa chữa nhé. Mà có gì anh em cần thắc mắc thì chứ cũng comment bình luận bên dưới thì anh em mình giúp đỡ vậy ha. Những ai mà đóng hoặc xây cầu thang chưa được thì hãy comment bình luận bên dưới thì mình sẵn sàng giúp đỡ các bạn nha. Thì đây là anh em mình đã xây cái bậc đầu tiên này. Bậc đầu tiên thì của cái chú nghỉ thì chú nghỉ đóng 90 thì mình xây 95 là trừ ra 5 phần hoàn thiện. Lúc đá quay lại là cái chiếu nghỉ vẫn còn là 90 nha các bạn. Thì mặt bậc đây thì mình chia lại được 24 cm, bậc thì mình xây 24 lên nha. Đấy, các bạn thấy không? Xây xong là nó sẽ ăn chính xác của cạnh góc của bê tông luôn. Đấy, xây như vậy thì cầu thang lúc nào mà người ta hoàn thiện lên là cũng đẹp hết nha, không bao giờ xấu. Tại cái lanh bê tông là 12 phân thì lúc mà các bạn hoàn thiện xong này nó nằm vô 15 phân. Thì mà các bạn cùng anh em xem anh em mình xây như thế nào nha. Cảm ơn các bạn đã xem và chia sẻ video của mình trong thời gian qua. Yeah. No.